tin Tổng giáo phận Sài Gòn hiến máu cứu người mùa chay 2019, thực thi câu lời Chúa ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại cho được sự sống đời đời. Giáo sứ Hà Nội Gò Vấp đã tổ chức hiến máu cứu người vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 3 năm 2019. Được biết, từ gần 30 năm nay, ngoài việc chăm lo việc đạo đức cho giáo dân tổ chức lễ hội giáng sinh quyên tiền giúp đỡ các giáo sứ nghèo vùng sâu vùng xa hàng tháng cha chánh sứ đa minh đinh ngọc lễ luôn quan tâm đến việc tổ chức hiến máu cứu người vào mùa chay mùa vọng hàng năm từ rất sớm xe của hội chữ thập đỏ thành phố hồ chí minh cùng đoàn y bác sĩ đã ổn định tại sân nhà thờ giáo sứ hà nội để sẵn sàng tiếp đón bà con giáo dân và các bạn trẻ đến đăng ký hiến máu cứu người ngay sau thánh lễ thứ hai sáng Chúa Nhật dành cho giới trẻ. Qua trao đổi, cha chánh xứ cho biết thêm, trước đây, khi lứa tuổi còn cho phép, mỗi năm tôi đều hiến máu hai lần để động viên bà con giáo dân thực thi bác ái với mọi người, đặc biệt là công tác hiến máu nhân đạo anh Phêrô Phạm Nhật Thanh, trưởng đoàn giáo lý viên giáo xứ Hà Nội tâm sự. Khi tham gia hiến máu lần đầu em cũng sợ, nhưng qua lần thứ hai em đã mạnh dạn lên rất nhiều. Sau đó, mỗi lần hiến máu em cảm thấy khỏe thêm, nên em thường xuyên tham gia hiến máu cứu người tại giáo xứ. Buổi hiến máu cứu người kết thúc vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Bích Nương, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường 13, quận Gò Vấp cho biết, chỉ tiêu năm 2019 của phường là 330 ca, nhưng hôm nay giáo sứ Hà Nội có 142 ca và tuần trước giáo sứ Nữ Vương Hòa Bình đã có 66 ca. Đây là tín hiệu đáng mừng để trong năm 2019, Hội Chữ Thập Đỏ đạt chỉ tiêu về hiến máu nhân đạo.